Cô không? Con lừa. Tôi nhẹ nhàng thôi. Là bình tĩnh này. Mình mật sợ mạnh rồi con rắn nó đau nó sẽ. Nó nghĩ là nó bị nguy hiểm, nó sẽ quay ngược nó cắn. Nào mọi người. Con này to. Ôi cẩn thận chuối. Ui tim đập mặt ở đây này. Đâu? Đây rồi. Con ở châu à? Chưa. Cẩn thận nữa. Đây 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 rồi. Nó ăn đây rồi. Trèo lên trên đấy đi. Không có lên máy nhào. Đi theo viền nhá chú nhá. Từ từ từ. Đỡ cháu. Đừng. Nó phải có cái cây. Kia. Viền bờ tường. Đây đây ở giữa đây, ở giữa này. Giữa đây vẫn nguy hiểm, mình đứng chỗ góc bờ tường. Ở đây có lối đi đây. Không rồi. À đây 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 đây. 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 Ai à. Người leo ác nhỉ. Đây cái leo đấy. Học đấy. Đâu cho đang thử đây. Này. Cháu tìm được gỗ trong nhà đâu. Đúng rồi. Thực phát là ăn cám. Ê. Chú để ý đừng có dẫm ra gì à. Để ý bên dưới chân đi, cụt phát là xong ấy. Ui à. Đưa máy, chú đưa em cái máy em cho mọi người xem. Đây đây. Ôi xài. Đây mọi người nào. Lên rồi, lên rồi. Leo. Leo sang cành kia đấy, sang cây kia đấy. Xuống bên dưới hoặc là mày ấy đi để chú quăng xuống. Con này to đấy. Ê bé, anh xuống anh đón chú giữ đi để em trên này em gì em phụ. Ui giời. Con này to đấy nhỉ chú nhỉ. Ui. Con con lừa. Từ bình tĩnh. Cho con này vào đấy. Con kia vắt vẻ như kiểu là sùng vẽ luôn. Ui sao. Con này còn 2 cân. Đưa cháu cái đuôi. Đuôi đưa, đưa cái đầu. Ui xa. Rồi. Cảm ơn cái máy. Xin chào tất cả mọi người nhé. Đây là hai cái sản phẩm chính đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân cũng như đau dây thần kinh tọa nhé mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy. Thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt đấy.
nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình, và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch, rồi gan, thận đều sử dụng nấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về nấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Sờ nhẹ nhàng rất là ấy nha mọi người nhá. Rất là nhẹ nhàng thôi. Là bình tĩnh này. Mình bật sờ mạnh là con rắn nó đau đúng không? Nó nghĩ là nó bị nguy hiểm, nó sẽ quay ngược nó cắn rồi. Mọi người. Con này to. Con này cũng phải tầm 3 2 cân đấy. Thế. Ra một con bắt mèo. Chú đi cẩn thận ngã nhá. Trời rồi. Từ mái nhà sang mái nhà kia rồi. Em đút cô ấy vào túi đi Việt đây. Đây mọi người, giữa trên đỉnh đầu ngón tay mình luôn. Đấy. Ôi cô này nó nằm như kiểu nó ngủ ấy nhờ. À, chú ơi. Xem. Làm bắt luôn trên này không rồi. Đấy. Màn chưa? Đi cùng chưa? Cùng cả lán đi. Móc nữa. Xài chưa? Úi giời ôi. Được của nó đấy. Này làm một đôi này là quá là êm luôn rồi. Ngon ngay. Ừ. Sáng mút luôn. Này đọc thịt ra mà bắn trái đi sao thế anh bảo nhanh nhá, sao lăn thì em đỡ nhá. Úi giời, bắt thứ gì đang nghĩ sao lăn rồi nhờ chịu ạ. Cái khoản này phết đấy mùa, hoặc tái tranh nữa thì ê giời à. Êm luôn đi, cái này nó cũng bìa hết ý luôn sự nhỉ. Ừ. Tí về làm lâm viên rồi mấy chú cháu mình nhỉ, làm tí nhỉ. Ừ. Cái chặt khúc vàng nữa rồi mọi người. Thấy chưa? Đấy. Chặt khúc nó nướng ăn này. Ừ. Ngon, chú lên đi. Cái này chặt khúc nó nướng rồi. Chưa rồi, tổng phải ăn cơm. Không. Con này giờ ăn là đủ luôn. No đấy. Mẹ muốn thằng một khúc này nha. Cẩn thận nha. Chú để mắt đấy, bội nó hay mổ mắt đấy. Nhẹ nhàng thôi. Thằng trâu này nó là... Thằng trâu này nó neo cây rồi. Chụp nó là hàng cấp cho mọi người nhé. Hồ mang của bọn này là cụ khi leo cây. Trâu mới dám giáo rồi. Ha, tóm nhá. Đây. Úi giời ơi. Chết chưa? Đi đập đầu rồi. Này này, chú cầm cho tôi xuống nữa. Ngon luôn. Nhậu cây rất nguy hiểm mọi người. Đấy. À chiến rồi, ui ơi, con này này có quả. Mắt nó căng cả. Ui dồi. Ý nó mổ rồi. Nó mổ đấy. Đút túi em ơi. Cho ổ túi đi. Đây. Đây cho ổ túi đi. Cho ổ túi. Sò lăn. Sò lăn cặp trà. Đấy. Người ta làm mấy món, 5 món. Nhất tầm dơn tầm được bao cân? Hơn 5 cân. Hơn 5 cân. Tính ra to, xem nào. Con 3, con 2.
900. Nếu mà bán cho nhà hàng thì 900 nghìn một cân. 5 x 9 nó gọi là 45. Vậy là được 4 triệu rưỡi à? 4 triệu rưỡi. Đấy chỉ được mấy trăm thôi. Thôi. 500. Được cho ở nhà. À được đi rắn hiếm. Đúng rồi. Bây giờ mùa này đang ra. Mùa này đang ra nhiều. Mà gặp đợt này gặp nhiều trâu nhỉ. Ừ. Đấy không có nào. Kiếm được ít tiền nữa. Nãy nhà hàng người ta đặt rồi đấy. Đặt rồi. Thế con này là cầm về gửi nhà hàng mọi người nhá. Thì cái số tiền đấy là anh em mình lại đi mua lương thực để đi lên rừng thôi. Và không phải lúc nào cũng bắt được mọi người ạ. Hôm thì không được con nào, nói chung là từ ngày này là bù cho ngày kia. Chứ công việc mà nó cũng thuận lợi thì là cũng có đủ kinh phí đi lại rồi là sinh hoạt rồi là ăn uống. Thế mọi người nhá, bây giờ là chú cháu anh em mình sẽ đi tìm. Tiếp tục là đi tìm mọi người nhá. Thì mọi người xem video nhớ là đăng ký kênh hộ mình cũng như toàn thể ngon cho kem support thủ cao. Xin chào tất cả mọi người nhá. Ô cây này cây gì đấy nhỉ? Ai biết thì comment vào giúp mình nhé mọi người nhá. Có dễ nó ăn xuống bên dưới này. Cô thấy lá đâu? Đây hay là cây xuống dây. Dây. Mọi người biết cây gì comment giúp anh em mình nhá. Không thấy lá nhá mọi người nhá.